Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì lại là mình với tiếp tục về chuỗi video về bài tập môn thực tập vi xử lý của thầy mình các bạn. Thì thầy mình đã giao thêm bài tập cho mình. Về bài tập ở đây thì mình sẽ qua một cái dạng mới là dạng mà sẽ kết nối với ma trận phím các bạn. Thì ma trận phím mình sẽ sử dụng ở đây là một cái bàn phím 4x4 các bạn. Và để tìm được mã phím trong bàn phím này thì thầy mình nên viết một cái thư viện riêng để là nó nhận dạng được là chúng ta đang bấm phím nào và nó hiển thị như thế nào. Thì mình sẽ để đường link thư viện vào bên dưới nha các bạn. Thì đối với yêu cầu này thầy của mình dạy như vậy thì mình sẽ qua rotate để mình tóm tắt lại cho các bạn dễ hiểu về cái yêu cầu thầy mình nha. Thì thầy mình yêu cầu như vậy nè các bạn, thì mình chạy luôn. Thì thầy mình yêu cầu á, nếu mà chúng ta nhấn nút on thì 10 con led này nó sẽ sáng các bạn, và khi chúng ta nhấn nút x thì 10 con led này nó sẽ tắt. Đó, 10 con led này nó sẽ tắt. Và khi chúng ta mà nhấn một phím bất kỳ nào đi, nhấn phím 1 thì con led 1 nó phải sáng các bạn. Đó, con led 1 nó sáng. Và khi chúng ta nhấn một cái nữa thì nó tắt. Rồi, chúng ta nhấn một con led số 2 đi. Sau đó số 2 sáng các bạn. Rồi sau đó chúng ta nhấn con led số 8. Đó, thì con led số 8 sáng. Thì nó vẫn phải nhớ là con led này sáng là kiểu là chúng ta điều khiển một con led khác, nhưng mà nó không làm thay đổi cái trạng thái của con led những con led khác các bạn. Đó, thì về chương trình của thầy mình yêu cầu là như vậy. Thì mình sẽ tiến hành qua bên code nha các bạn. Về code chương trình. Đây là code chương trình của mình các bạn. Thì mình sử dụng 3 lệnh if nha các bạn. Đó, 3 lệnh if mới đầu vô là mình phải kiểm tra coi mình đang nhấn vào phím nào. Đúng các bạn, mình sử dụng hàm key 4x4. Thì hàm key này nó sẽ nằm ở trong cái thư viện mà của thầy mình đã soạn sẵn các bạn. Đây là thư viện của thầy mình soạn sẵn nè. Thì mình sẽ để đường link cho các bạn dễ tham khảo nha. Tiếp theo về cái bài của mình. Đây, thì cái thứ tự của những cái phím như thế nào. Thì thứ tự này các bạn, từ 0 tới 9 thì nó đã có sẵn trên bàn phím rồi. Thì ở đây sẽ là phím 10, 11, 12, 13, 14 và 15 các bạn. Đó, giờ mình chỉ cần quan tâm là phím 10 và phím 13 các bạn. 10 là on và 13 là x. Đó, thì qua đây. Thì chúng ta sẽ chạy cái hàm này để tìm ra cái mã phím mà chúng ta nhấn các bạn. Vậy mình sử dụng một hàm if nha. If mã phím bằng 10, nghĩa là chúng ta nhấn nút on các bạn. Khi mà chúng ta nhấn nút on thì cái hàm này nè, nó sẽ tìm được là mã phím. Nó sẽ xuất ra cho chúng ta cái mã phím. Thì mã phím là 10, nếu mã phím bằng 10 thì chúng ta cho một cái biến y bằng 0x3ff. Nghĩa là sao? 3ff này là 10 cái bit 1 các bạn. 10 cái bit 1 nhị phân mà chuyển qua bên thập phân á là 3ff các bạn. Đó. Là hàm số 0 nữa nha. Cho vậy đó. Đó, thì chúng ta chuyển 10. Tiếp theo là chúng ta sẽ xuất nó ra ngoài các bạn. Hàm xuất 32 led đơn này để xuất cái giá trị y này ra ngoài. Và chúng ta trì hoãn một thời gian 20 giây là khi chúng ta nhấn on này, toàn bộ nó sẽ cắt bit 1 hết và nó sẽ xuất ra 10 con led này sẽ trạng thái sáng. Còn ngược lại, nếu chúng ta bấm nút x, dấu x thì là nó sẽ nằm ở mã phím số 13 các bạn. Đó, khi mà chúng ta nhấn dấu x đi thì mã phím nó bằng 13, thì nó sẽ thực hiện dòng này, nó sẽ cho cái biến y chúng ta ngược lại chúng ta bằng 0 và nó sẽ xuất ra một đống số 0 các bạn, nó sẽ làm cho led tắt hết. Tiếp theo về cái code này mới là quan trọng các bạn. Thì cái phần nhấn nút đó các bạn, thì chúng ta khi nhấn một cái nút trên bàn phím thì nó sẽ không ảnh hưởng những cái trạng thái của con led khác. Thì chúng ta làm đây như sau. Thì chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng hàm if 0 thì rất là dài các bạn. Chúng ta điều khiển tới 10 con led mà nó phải kiểm tra là nhấn lần 1 thì nó sáng, nhấn lần 2 nó tắt, hoặc nhấn lần 1 nó tắt, nhấn lần 2 nó sáng, thì rất là nhiều các bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái cổng logic, đó là cổng logic chúng ta học ở môn kỹ thuật số các bạn, đó là cổng XOR. Cổng XOR nha các bạn, mình nói sơ qua cái cổng XOR này trước. Đây, cổng XOR này các bạn. Cổng XOR này thì chúng ta quan tâm cái gì? Chúng ta quan tâm tới cái bảng trạng thái của nó các bạn. Thì ở đây mình quan tâm chỉ là giống nhau bằng 0, khác nhau bằng 1. Nghĩa là sao? Nghĩa là đầu vào giống nhau này các bạn. Đầu vào giống nhau 0, 0 thì ngõ ra nó sẽ bằng 0. Và giống nhau 1, 1 thì nó sẽ ra là 0. Thì là giống nhau bằng 0, khác nhau bằng 1. Và quay về cái code nha các bạn. Thì đây cái code của mình vậy. Mình sử dụng một cái biến T, mình gọi nó là biến tạm đó các bạn. Biến tạm mình cho nó là 1 đi. Nó cho nó cái vị trí bit 1 này nó sẽ nằm ở cuối cùng. Đó. Khi mà điều kiện để nó thực thi cái lệnh một đống cái lệnh trong đây á là cái mã phím nó phải bé hơn 1/9. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta sẽ nhấn cái nút 0, nút 1, nút 2, nút 3, nút 4, nút 5, nút 6, nút 7, nút 8, nút 9 thì những cái lệnh ở trong đây sẽ được thực hiện. Nếu chúng ta không nhấn những cái phím đó thì nó sẽ không thực hiện được những cái lệnh trong đây. Đó, thì nó giới hạn như các bạn. Thì chúng ta sẽ cho cái đầu tiên chúng ta cho một cái biến tạm bằng 0x0001. Rồi cái biến tạm này á nó phải thay đổi các bạn, nó thay đổi theo cái mã phím mà chúng ta nhấn. Nếu như cái mã phím chúng ta nhấn là 1 đi, nghĩa là nó phải cái biến tạm này nè, nó phải dịch về bên tay trái 1. Vì chúng ta nhấn 1 mà, mã phím chúng ta bằng 1 thì nó phải dịch về bên 1. Rồi sau đó nó sẽ sử dụng cổng XOR này để nó so sánh các bạn. Mình tạm gọi nó là so sánh đi. Đó.
thì chúng ta sẽ xuất ra ngoài để hiểu rõ hơn về cái nguyên lý làm việc của nó. Thì mình có viết một cái đoạn, dưới đây để nhằm giải thích cho các bạn hiểu. Đây ví dụ như mình lên đây đi, mình chỉnh lại đây chút là như mới đầu này, mới vào là led tắt hết. Đó, chúng ta mới vào là led tắt hết nghĩa là sao? Nghĩa là y mang giá trị là không hết các bạn. Lúc này là giá trị y các bạn mang giá trị là không hết, vì không hết nó sẽ tắt led. Rồi sau đó chúng ta nhấn một phím bằng một, mình kéo vào nha. Đó, cho các bạn vừa thấy được cái chương trình này, vừa nó thấy được cách nó thực hiện như thế nào. Vậy khi chúng ta nhấn một thì mới đầu vô y bằng không hơn hết này các bạn, tại vì là mới vào thì led nó tắt hết đó, led tắt hết y bằng không. Thì nhấn một chúng ta nhấn phím một thì mã phím nó bằng một. Mới t cái biến tạm này nè, nó phải dịch vô cái mã phím, thì bây giờ cái biến tạm nó phải dịch vô một, nghĩa là cái biến tạm mới ban đầu là chúng ta được về vậy đó. Sau khi dịch vô một, dịch qua bên tay trái một đơn vị, nghĩa là cái số một ở vị trí cuối cùng này các bạn, ở vị trí nè, nó đã bị dịch vô đây nè các bạn đó, nó đã dịch vô đây rồi. Sau đó nó sẽ so sánh từng vị trí bit, dùng cái lệnh này nè các bạn đó, dùng cái này nè, nó sẽ so sánh từng vị trí giữa cái biến y, giữa cái thằng y nè với thằng biến tạm hồi nãy. Nó sẽ so sánh từng vị trí là từng vị trí như thế nào, giống nhau bằng không và khác nhau bằng một. Nó sẽ so sánh nè, so sánh y ở đây là so sánh t ở đây đó. Thì so sánh thì chúng ta thấy chỗ nào nó khác nhau các bạn. Đây chỗ này khác nhau nè, chỗ này thì y nó bằng không, ở chỗ còn thằng t nó bằng một, nghĩa là sao? Nó khác nhau thì nó sẽ bằng một các bạn, là nghĩa là cái hàm y cuối cùng ra nó khác nhau, ở đây nó bằng một, còn lại nó bằng không hết. Sau đó nó lấy giá trị này nó xuất ra ngoài, nghĩa là con led số một đã sáng các bạn. Sau đó tiếp theo nha, tiếp theo mình nhấn một cái nút khác đi, mình nhấn một cái nút 4, mình nhấn phím 4 thì lúc này mã phím bằng 4 các bạn. Mã phím lúc này bằng 4 nha. Đó, mã phím bằng 4 thì cái biến y lúc này của mình là gì? Cái biến y lúc này của mình là hồi nãy mình vừa nhấn phím 1 xong rồi, nó lưu là biến y là như thế này rồi. Thì giờ chúng ta vẫn phải lấy cái biến y lại, là biến y của thằng ở trên á, thằng trạng thái vừa nãy chúng ta vừa nhấn á. Đó, chúng ta lấy cái biến tạm này dịch qua bên tay trái 4. Vì mã phím chúng ta nhấn là 4 nên chúng ta phải dịch sang nó là 4. Thì cái lúc này cái biến tạm là đây các bạn. Đó, biến tạm ở đây chúng ta dịch qua 4. Dịch qua 4. 1 2 3 4 là cái biến tạm bắt đầu ở đây. Rồi sau đó chúng ta như thế nào? Chúng ta lại sử dụng cái cặp XOR này để chúng ta so sánh nữa. Thì so sánh, sử dụng XOR so sánh từng vị trí. Thì cũng như nãy thôi, giống nhau bằng 0 và khác nhau bằng 1. Vậy lúc này so sánh giữa thằng Y, so sánh giữa thằng Y này và thằng T này, chỗ nào giống nhau bằng không, chỗ nào khác nhau chúng ta sẽ điền một. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm khác nhau nha. Khác nhau đây, ở trên nó là một, ở dưới nó là không, khác nhau. Vì vậy cái vị trí này biến thành một các bạn. Tiếp theo là tới vị trí này, ở dưới này nó bằng một, mà ở trên này nó bằng không, là nó khác nhau, thì nó sẽ làm cho vị trí này bằng một các bạn. Đó, là chúng ta sẽ còn những vị trí khác là nó giống nhau rồi, giống nhau thì nó sẽ bằng không. Đó, vậy là từ cái này chúng ta sẽ xuất ra. Thì lúc này chúng ta vừa có con led số 4 sáng đây, vừa có con led số 1 sáng. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tắt led 1 nha các bạn. Muốn tắt là led 1 thì chúng ta phải nhấn thêm một cái lần nữa. Nhấn thêm một cái lần nữa thì lúc này cái biến y nãy chúng ta từ vị trí trên nè, chúng ta bê xuống, thì y ở trên chúng ta nhấn thì nó lưu, thì xuống đây chúng ta phải lưu. Sau đó chúng ta nhấn phím 1, nghĩa là cái biến tạm này nó dịch qua bên tay trái một đơn vị các bạn. Thì cái biến tạm ở đây dịch vô một đơn vị là đây. Sau đó sử dụng cộng tích O để tiếp tục so sánh các bạn. Thì giống nhau bằng 0, khác nhau bằng 1. Biến y ở trên đây ngay vị trí này bằng 1, mà ngay cái thằng biến tạm này cũng bằng 1 luôn, là giống nhau bằng 0, làm ảnh hưởng tới vị trí ở đây bằng 0. Còn thằng ở led số 4, thằng led số 4 ở đây nó đang sáng, cái biến tạm chúng ta biến tạm chúng ta bằng 0, thì nó khác nhau các bạn. 1 với 0 khác nhau thì nó bằng 1. Đó, thì chúng ta ra được ở đây, chúng ta xuất ra ngoài thì chúng ta thấy là khi nhấn phím 1 rồi thì led số 1 tắt và led số 4 vẫn sáng các bạn. Đó là nguyên lý hoạt động của cái cổng tích O là vậy. Thì tới đây cũng như là hết hết rồi các bạn. Có chương trình mình chỉ có vậy thôi. Thì cảm ơn thầy và các bạn đã xem video của mình.